Rồi chào cô. Hôm qua Huy có đến chỗ cô đó. Nhà con chỉ có 2 găng tay trường ngang thôi. Con xin phép con xem cái mặt cô một cái được không? Tức là lướt qua một cái thôi. Con chích 2 mũi vaccine rồi. Nhìn một cái thôi à, để cho mạnh thường quân thấy. Rồi, rồi, rồi. Đeo lại đi cô, đeo lại đi. Rồi. Con hỏi chút xíu là hồi xưa giờ cô ở đó là bao nhiêu năm rồi? Dạ, từ hồi nhỏ tới lớn. Từ hồi nhỏ tới lớn. Ở đời ta. Ba mẹ cô đâu? Ba mẹ chết ở dưới quê. Quê cô đâu cô? Ở Tân Châu Hồng Ngự á. Tân Châu Hồng Ngự, nhưng mà là ba mẹ chết năm nào mà cô lên đây? Chết lâu rồi không biết nơi từ lên đây ở đợi cơ nhà đó. Vậy là ba mẹ cô đưa cô lên đây ở đợi hay là cô tự đưa lên? Tự ở xóm người ta đưa lên. Lúc đó cô mấy tuổi cô? Lên đó cũng mười mấy tuổi rồi. Mười mấy tuổi hả? Rồi mười mấy tuổi tới bây giờ là cô làm gì để sống? Rồi cũng như là đi làm cho người ta, đi ở đợi cho người ta, nấu cơm nấu nước, rồi ăn, ăn đó, rồi bệnh hoạn người ta nuôi mình. Rồi. Rồi cái vụ lớn già rồi, người ta không tiêu nữa. Rồi ta cho cái trái đó ở. Rồi mới đi ra chùa làm quan, rồi xin tiền. Rồi con biết rồi. Có nghĩa là tới năm bao nhiêu tuổi là cô đi ra ngoài chùa làm quan cô xin tiền? Tới 73 tuổi, 71 tuổi gì mới đi. Năm nay cô nhiêu tuổi cô ha? 74 tuổi. Là mới hơn một năm nay thôi. Và hơn năm nay là coi như là Covid rồi, coi như là cô đi xin được nữa. Vậy là cô sống làm sao? Thì đi xin người ta về có người ta cho gạo, sớm người ta cho gạo cơm ăn. Dạ. Cô tên gì cô ha? Nguyễn Thị Bảy. Cô Nguyễn Thị Bảy. Minh ơi, gửi 5 triệu cho cô. Cô đây là cái số tiền 5 triệu đồng. Chú Hùng, cô Vân ở bên Mỹ gửi cho cô nha. Dạ. 5 triệu nha. Chú Hùng, cô Vân gửi cho cô điếm lại giùm con nha. Cô điếm lại giùm con cái. Con gì là mừng lắm rồi. Nhưng mà giờ con chú gì cũng không biết đâu, nói gì cho mấy cô chú. Ở trên đời có mình con chú là giúp đỡ cho bà vậy là bà cũng mừng lắm. Dạ. Bà để sống tới già dưỡng già. Dạ. Ngày nào bà mất rồi mất. Còn ví dụ dịch này bà trong nhà hẹp quá, bây giờ đường bà ở không à. Công an thì nói bà trời ơi bà Bảy, bà ở ngoài đường mà bà không bệnh mà người ta ở trong nhà mà người ta chết. Công an khu vực nói vậy đó, công an khu vực cũng thương lắm. Dạ. Thôi vậy cô đừng khóc nữa, bây giờ cô điểm con số tiền đi, 5 triệu đồng. Thôi được rồi cậu. Cái số tiền nó lớn đó nha cô nha, là 5 triệu đồng đó. Dạ cô giữ kỹ nha, rồi thêm một cái phiếu, phiếu này là phiếu gạo 200.000 đồng. Gửi cho cô gạo với 200.000 đồng. Bây giờ không, cái số tiền nó lớn, cô cất trong. Bà không có biết đếm đâu. Nè, bà bây giờ cái này. Con đếm cho bà. Con đếm con mới đưa bà. Con đếm rồi đưa cho bà. Bây giờ bà cất lại đi. Một phần gạo với 200.000 nữa, nằm trong cái phần gạo này, gửi bà luôn. Rồi. Rồi tiền bà cất kỹ nha. Rồi, dạ, rồi bà về nha. Dạ. Bà cũng cảm ơn mấy cậu. Dạ, dạ. Trước nữa cậu nào giúp đỡ nói cho bà thì bà cảm ơn. Vậy con xin phép con chụp tấm hình cái nha. Con chụp tấm hình cái nha. Đây là tiền từ chú Hùng, cô Vân ở Mỹ gửi cho cô. Dạ. Đây cô đây bán bánh ít, bánh tét. Mua 2 cái bánh ít rồi. Cô đi ngang qua đây bất ngờ thôi. Là cô từ nhỏ là bị cái chân vậy luôn hả cô ha? Nói xong ra. Dạ. Rồi con gửi cô bao gạo với 200.000 nha. Rồi giờ gửi thêm 500.000 nữa. Bình ơi, gửi tiền đi. Cái này con gửi cô 500 nha, từ chú Hải. Rồi, chú Hải chồng cô Mai gửi cô 500.000 nha cô. Dạ rồi. Dạ rồi, chào cô. Rồi con chào cô nha. Để con chụp cô tấm hình được không cô? Dạ. Con xin chụp tấm hình nha. Dạ. Đây là đường Hoài Thanh nha các bạn. Hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2021. Trời mới vừa mưa xong thì Quỳnh với Huy với bé Ba đi phát phiếu gạo để ngày mai cho tiếp nha các bạn. Quẹo hẹp 40. Quay lại cái khu xóm trọ nghèo này, 500.000 là trước phòng trọ nha các bạn. Giờ Huy sẽ đi vô phòng trọ. Dạ dạ có cô. Dạ 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 dạ. Cho xin phép 5 phút để con quay, bác cứ rửa chơi chén bình thường đi. Dạ. Đây các bạn. Rất là trơn trượt các bạn. Ở đây là cái toilet này là mình sử dụng chung hết hả? Toilet chung, cầu chung. Dạ dạ. Bên đây là phòng tắm. Bên này phòng tắm, còn bên này là toilet. Bên đây là toilet, nhà cầu. Dạ. Chén ở đây nè. Nghe anh, cái toilet nó nghẹt á, nhiều khi nó nghẹt á. Dạ anh. Dạ 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 dạ. Ừ. Ở Việt Nam vậy. Anh Quang nhỏ nè. Quang bé giùm. Đây cũng có cái phòng kế bên nha các bạn. À, đúng rồi. Rồi cho em xin phép em lên lầu em quay. Ở đây là phòng tắm đúng không anh? Đây là bán phòng tắm. Cái con nhỏ kia. Ở đây nè. Đây là cái cầu thang bước lên trên lầu 1 nha các bạn. Có mấy phòng trọ ở trên. Đây là tôi quay cận cảnh luôn. Đó. Bên hông này nó rộng rêu không à. Cái bồn nước này. Ủa cái là cái bồn nước này là chứa nước cái chổng hả chú? Chứa nước. Dạ. Trên hông dưới là chứa nước để xài á. Dạ. Xài tắm rửa. Chỗ này rửa chén rồi vệ sinh rồi tắm rửa nha các bạn. Đây là trước phòng này là có 2 phòng. Trước cái nhà là vệ sinh này. Đây nói chung là 1 tháng 500.000 là mình chỉ tạm bợ qua ngày thôi. Các bạn. Ở đây cũng rất là khó khăn. Nhà vệ sinh thì cũng phòng tắm thì cũng cửa nẻo cũng bung hết rồi. Yeah. Còn nhà vệ sinh nó bẩn thì cửa có cửa không. Dạ. Yeah. Cửa có cửa không cái này. Chỉ dựng lên để kéo qua kéo lại là đóng đỡ thôi. Rất là tối. Dạ. Dạ. Ở đây trơn lắm đúng không cô? Dạ. Đây tối mà chắc mà đi vệ sinh nhưng mà đi gấp quá chắc té quá. Rất là trơn trượt. Đó. Chú này rửa chén sắp xong rồi. Rồi vô đi. Rồi phát phiếu đi. Rồi gửi cho cô một phiếu đi. Trời ơi, chị ơi. Rồi chào cô nha. Dạ 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 dạ. Ở đây có ai nhận không? Nhận rồi hả anh? Dạ chào anh. Có gì 11 giờ trưa mai nha anh. Dạ. Rồi chào bà nha. Dạ. Rồi chào bác nha. Ở đây dân cần lấy giấy số. Dạ, dân bán giấy số không? Nhiều chuyện quá. Mày cũng có nhiều chuyện. Chỉ có nhiều không? Nhân ơi. Em gửi cho nhà mình một phiếu nha chị. Mấy mẹ con. Anh đeo khẩu trang như mẹ mấy anh. Xíu cho anh cái khẩu trang xíu. Lâu quá từ nãy giờ. Nhân ơi. Anh Nhân mở cửa anh Nhân ơi. Cho tao quay anh. Cái đầu anh hơi ngộ á. Gì nữa? Người ta phát phiếu. Rồi chào chú nha. Chú con xin phép vô cái phòng. Với lại nó nghe nè. Thoải mái đi. Cái ông anh không đi ra ngoài. Không, anh chỉ giải quyết trường hợp có nhà thôi. Đây cái phòng của chú này, chú mướn ở đây nhiêu tháng chú? 500 ngàn. Đâu giờ chú nói lại giùm con đó đi. 500 ngàn. Dạ 500 ngàn một tháng. À điện nước riêng đúng không chú? Điện nước riêng, điện nước riêng. Dạ cho con xin phép vô phòng con quay cái nha. Không anh cũng giùm một đây. Không em quay giùm cái. Đường mắm nước tương đầy đủ hả chú? Đây mình sử dụng bếp ga hả chú? Dạ. Sử dụng bếp ga hả chú? Dạ 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 dạ. Chú ở có mình à? Dạ. Chú ơi. Dạ. Anh Văn giữ dòng phiếu cho ông Sáu. Nhiều chứ nhiều á. Ở ông này ông bữa lên cũng không có nhà đó. Có cái quà rồi, chỉ có cái tư quy cũng ảo. Không có điện với bà đâu, đây đổi thợ với nhau à. Đây. Ở đây khổ lắm. Chú phải chứa gạo. Dạ. Phải ăn. Dạ. Covid. À. Dạ chào chú nha. Dạ dạ dạ. Ở đây mưa gió nó có dột không chú? Không, không. Dạ. Đỡ cái chỗ đó đó. Dạ dạ dạ. 11 giờ trưa mai nha chú. Dạ, dạ, dạ. Cái cửa sổ nó nhìn ra ngoài trước ha. Đây, Quy đang đứng trên lầu. Bà con ở dưới. Có mình chồng đi làm mà. Hai chồng mấy. Cho có giúp đỡ được, giúp đỡ hai chồng hai con đó. Biết rồi. Rồi chào chị nha. Rồi. Tàu hang đứng lắm á, coi chừng trơn á, em mang cái đôi dép Lào á Quỳnh. Đường đi lên cầu thang rất là tối nha các bạn. Chừng nha, có hai bậc bị gãy. Có hai bậc bị gãy hả? Rồi 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 rồi. Dạ, rồi đi xuống từ từ. Dạ. Rồi, đi tiếp em. Cảm ơn cái gì á. Dạ. Nó chậm trơn lắm á, mới có xà bông rửa chén đồ á mà. Đây không có ông chú chết vì Covid. Dông diêu không. Rồi gửi cho bác một phiếu gạo đi em. Dạ chào cô nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ từ từ anh đi lên lầu anh. Dạ chào cô nha. Rồi chào chào chú ấy. Dạ. Gửi là gửi cho chú một phiếu nha. Đây. Chú này đang tụng kinh nha các bạn. Dạ. Mô gì được không? Đây cầu thang huyền thoại. Đó. Lũng lỗ hết rồi, sát hết rồi các bạn. Đi lên rất là trơn. Nhưng mà cũng chắc hơn cái cầu hang gỗ bên kia nha các bạn. Rồi chào chú. Con gửi gia đình chú một phiếu nha. Cảm ơn. Dạ. 11 giờ trưa mai nha chú. Rồi. Giờ con gỡ. Dạ. Chào hai cha con nha. Dạ chào chú. 11 giờ trưa mai chú ghé qua lấy nha chú. Dạ. Rồi chào chú. Rồi gửi cho cái phòng bệnh nha. Cảm ơn nha. Rồi đi tiếp làm tao bấm. Chị chơi cho bạn biết chị. Từ từ cái đó nhìn đó ngoài đi lát tụi em. Rồi gửi cho em trai một phiếu nha. Em trai ở đây có mình à. Phòng không có gì hết em trai. Rồi quần áo mình để đâu em trai? Ở đây nè. Ở đâu? Đây nè. À chỉ có cái sọt thôi, em mở giùm anh cái đây nha các bạn. Em trai này chỉ có cái sọt quần áo thôi. Có cái đồ che đồ. À cái này là quần áo dơ rồi đó em. Dạ, quần áo dơ. À, rồi đồ quần áo em bỏ vô cái hộp bên kia. Đây nè. Đâu? Quần mới á, quần chưa có mặt đó nè. À đây nha các bạn. Đây là cái tủ đồ của em trai này. Ở trên này thì đồ dơ, ở dưới thì đồ sạch nha. Phòng chỉ có một cái bàn thờ ông địa. Và tối mình trải ra giữa nhà mình ngủ em. Ngủ đây, có ngủ đây. Có giọt không em? Mưa lớn rồi có giọt gì. Rồi chào em trai nha. Huy quên quay cái vô cận cảnh cái nhà tắm các bạn. Rồi gửi cho cái chị đó một phiếu đi em. Chị ơi, em gửi chị hai phiếu, một phiếu rồi gỡ hơn cô nhà cái bên giùm em nha. Dạ. Gửi giùm em. Rồi, chào chị nha. Huy sẽ quay vô cận cảnh cái nhà tắm ở đây nha các bạn. Nãy Huy quên vô quay cái trong nhà tắm, Huy chỉ đứng ở ngoài thôi. Đó. Nhà tắm ở đây rất là gông ghiêu nha các bạn. Nhà tắm chứ ở đây cũng hôi lắm nha các bạn. Chào con trai nha. Chú về nha. Cái này chợ ở đây nữa nè. Rồi gửi cho anh trai nó một phiếu đi. Rồi chào anh nha. Rồi. Rồi cô, cái phòng cô ở đây đúng không? Đây, dạ. Đây, đúng rồi chào cô nha. Gần 10 năm rồi đó, chú ơi. Dạ. Rồi cái nhà đó là có ai ở không em? Có hả? Nhà này đó có nhóc của nó đi hoài á. Nó đi làm công cho người ta vậy nó dính ở đây luôn nè. Rồi. Em trai mở cái cửa cho anh vô. À. Cái khu này giống nhà kho vậy. Thấy kho. Bây giờ anh ngủ. Huy sẽ đi theo bác này. Dạ. Đi lại cái chòi của bác này. Bác này thấy bác ngồi ăn cơm ở ngoài mà ngồi cũng có dựng cái chòi chút xíu à. Mà bác nói nhà bác ở trong đây, bác dựng cái chòi. Không biết sao giờ Huy đi theo bác. Đường hẻm nhỏ quá các bạn. Đây cái chậu của bà trong này. Dâu nhà bà ở trong này. Nhà bà ở đây. Dạ. Đây nhà bà. Nhà bà. Nhà bà ở đây. Bà ở có mình à hả? Ở có mình bà đâu có cháu. Giờ bà đi ra ngoài đó bà có áp thuốc tại vì trong này ngột quá. Dạ. Tim tiểu lượng huyết áp. Dạ. Bà ra đó bà ngột. Bà ra đó bà thở. Dạ. Rồi bà mà tối bà ngủ rồi đó, bà ngại bị về đây nấu ăn nấu uống. Dạ. Rồi bà bưng vậy đó bà ăn. Bà bưng ra ngoài bà ăn là cái chòi ở ngoài cũng là của bà luôn hả? Không phải, của người ta. Của người ta. Cái nhà kế bên đó, người ta thương thật cho mình ngủ. Dạ. Đây là của bà. Còn bây giờ là... Bây giờ... Cái chòi là bà tính cấm của bà đó. Có... Dạ, có ca dạ. Tây ba đồ, có là mình có đăng ký ở đây hồi đó giờ hồi xưa tới giờ. Tới giờ mình ở đây là không có cái cửa, chỉ có cái góc hẻm nhỏ ở đây thôi. Dạ. Bước vô ở nhà của bà bước đây. Bác cho con bà cho con xin phép con vô trong con quay cái bà. Giờ con vô cứ dạ. Vô, con vô đi không sao đâu, nhà bà đó. Không sao đâu. Đây cũng có cái vòi nước nha các bạn. Vòi nước của vòi nước này ngang khoảng chừng 1 mét hơn à. 3 viên gạch. 1 mét á, mét. Rồi nhà bà ở trong đây, rồi nhà bà rất là khó khăn nha các bạn. Nãy Huy ở ngoài là chạy ngang thấy bà đang ăn cơm, rất là khô khan, thấy bà tội nên mới dừng xe lại, hỏi bác ở đó, bà ở đó hay sao? Bà nói là bà có nhà, nhà ở trong hẻm. Thì giờ Huy vô tới đây, Huy cũng muốn gưng gưng nước mắt rồi. Đó cái chỗ đây bà ngủ rồi ở trong cũng có một cây quạt mái nha các bạn, cũng có mền gối cây quạt mái hư rồi, người ta cho hư rồi. Dạ hư luôn rồi hả bà? Hư rồi không chạy rất là nhỏ nha các bạn, chiều ngang chỉ có 1 mét à, dài khoảng chừng 2,5 mét, 3 mét. Dạ rồi là ở đây là mình tạm bợ thôi á hả? Dạ. Là từ hồi đó giờ luôn hả bà? Hồi đó tới giờ luôn. Là cái miếng đất này là của bà luôn hả? Hồi đó của, bây giờ của bà cũng như hồi đó là bà làm người ta cho bà. Dạ. Ta cho bà cũng như bà ở đợi giờ người ta cho bà, rồi thấy bà có mình rồi người ta cho cắt ở vậy đó. Dạ cho cắt ở. Dạ. Ta dạ. Cho luôn vậy đó. Cho luôn, bà không có con cháu gì hết. Dạ không. Rồi hàng ngày bà làm cái gì mà bà sống qua ngày? Bà cũng nói thiệt với con, bà vô chùa Lâm Quang. Bà xin ăn à, dạ. Ngồi trước chùa á. Ngồi trước chùa biết bà rồi. Xin ăn. Mà hồi dịch tới giờ bà về nhà, quậy chùa không có ngồi nữa. Dạ. Bà về đó rồi ở xóm người ta thương người ta cho, rồi ở quỹ ban rồi cho gạo đồ nấu cơm ăn. Dạ. Con cũng ghé chùa Lâm Quang, con cũng thấy những người ngồi trước mà không biết, con nhớ là con có gặp bác hay không. Dạ rồi con đó. Cũng chạy vòng ở đây con cũng ghé chùa Lâm Quang rồi. Dạ thật sự là cũng có nhiều người ngồi ở đó lắm mà không biết dạ, con nhớ. Từ đó tới giờ có mà dịch tới giờ bà không có ra chùa, người ta không có cho ngồi nữa. Dạ dạ. Không cho nữa. Dạ. Cho anh vậy đó. Em đo cái gang tay của em từ bên đây qua tới vách tường bên đây coi mấy gang em? Có 4 miếng gạch, 3 miếng gạch. 1 2 mấy không? Hay chưa tới 2 rưỡi. Chưa tới 2 rưỡi hả? Để quy đo rồi. 1 gang. Có 2 gang tay nha các bạn. Gang tay nhỏ. Cái đường đi vô nhà bác chỉ có 2 gang tay. Nói này là không phải là cái nhà mà một cái góc hẻm nhỏ và dựng lên để ở tá túc thôi. Cái này là người ta dựng cho bà hay là người sao? Ta dựng. Người ta cho tiền người ta dựng người lên ta cho bà. Dựng. Dạ. Chỉ ở trên chỉ có một tấm tôn thôi nha các bạn. Rồi cộng dây điện. Có với một cái bóng đèn với một cái quạt điện thôi. Điện này. Dạ, điện thì xin người ta. Dạ. À, của gì này nước, của gì này nước. Rồi bác đi bà. Rồi xong rồi nha bà. Dạ con chào bà thôi, bây giờ bà đừng có khóc nữa. Bây giờ là tụi con sẽ gửi cho bà 1 phiếu gạo. Có gì ngày mai có ai đi lãnh giùm bà không? Hay là bà tự đi lãnh? Bà đi chắc không có ai đâu. Dạ. Bây giờ là thôi bà đừng có khóc nữa. Tụi con phải phát cho bà 1 phiếu gạo. Dạ bây giờ con chào bà nha. Bà chào cuộc đời hai con. Dạ. Thượng bà cũng cảm ơn tụi con. Dạ. Dạ. Đây giờ Quy sẽ theo chân bà đi ra ngoài. Ông ơi, nhà ông hiện tại sống có một người. Ông mướn. Ông mướn ở đây. Dạ. Dạ, mất giấy đó là không có lãnh quà được nha bác. Thôi gửi. Hiện tại là này, chứ hai gia người ta hỏi thăm người ta ấy ông kìa. Đeo khẩu trang giúp con. Đeo khẩu trang vô. Khẩu trang. Rồi, chào bác nha. Rồi, em mới hỏi gì em hỏi đi. Bác trước mùa trước dịch đó là bác làm gì để sinh sống vậy đấy? Cách dịch hết rồi. Mới là trước dịch mùng 4 tháng nay đó. Má nó đi làm công nhân. Dạ. Làm vệ sinh công nghiệp á. Vệ sinh công nghiệp. Còn bác ở nhà giữ mấy đứa nhỏ. Ở nhà. Là con bác hả? À. Con bác bên đây bao nhiêu tuổi? À, đứa lớn 14. Đứa nhỏ 9 tuổi. 9 tuổi. Hình như là thấy độ tuổi chú là có con trễ đúng không? Dạ. Nhà này là mình muốn bao nhiêu tháng chứ? 2 triệu, điện nước là 2 triệu mấy. 2 triệu mấy. Dạ. Của mình má ra đi làm mà. Dạ. Con đại diện mình Hùng Quân á. Gửi cho nhà mình 1 cái gạo nha. 1 cái gạo được có 5 cái gạo với 1 con quà nha. Dạ chào bác nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ cái này đi đâu lãnh chú? Dạ có địa chỉ ở trển đó bác. Dạ. Dạ. Con chào ông. Dạ, cảm ơn cô. Đây có một bà lão nha các bạn. Ăn cơm. À bà ăn cơm chiều hả bà? Dạ bà ăn cơm chiều. Dạ. Đây nha các bạn. Bà ăn cơm là tự cơm của bà nè. Dạ. Cổ gà, đầu gà, kho hả bà? Kho với một cái trứng chiên. Phần ăn. À, cái chảo này là bà ăn được 1 cữ hay là mấy cữ à? Bà ăn có 3-4 ngày. Cái chảo đó cổ gà, đầu gà này ăn 3-4 ngày. Dạ. Dạ. Vậy là nhà bà ở trong cái hẻm nhỏ đó hả bà? Hẻm nãy bà vô đó. Dạ. Rồi chào bà nha. Rồi bà chào con. Rồi Quy đang đứng trên đường Hoài Thanh nha các bạn. Ở đây cũng cỡ số 100 Hoài Thanh 102. Quy thấy cái nhà này là nằm mặt tiền đường Hoài Thanh nhưng mà rất là lụp xụp nha các bạn. Chỉ có cây dán che lại và những tấm bạc che lại rồi để Dạ bác, cái nhà này là của bác đúng không bác? Của cha mẹ để lại. Dạ, cho con hỏi chiều dài là đi vô trọng đi vô sâu không? Dạ, rồi ở đây cái là Quy nhìn thấy xuyên cái toilet là hết cái vách tường rồi. Ngang chắc dài chắc con khoảng chừng 3 mét không? Không biết nữa cô. Dạ. Mà ngang là 3,2 mét. Vô là 2,4 mét. Bề vô là 2,4 mét, ngang 3,2 mét, ngang rộng hơn. Dạ. Cho con quay sơ ở trong nhà cái nha cô. Ở đây là ở trên gác hả con? Dạ. Rồi đó các bạn, đây là cái bếp nha. Đó, tạm bợ sống qua ngày, che để tạm bợ sống qua ngày. Dạ. Thôi phát cô một phiếu gạo đi em. Cô bán khoai mì anh cái Vân. Rồi cô bán khoai mì. Rồi. Cô. Dạ 11 giờ trưa mai nha cô. Khoan. Rồi. Đây các bạn, trước cái nhà này trên đường Hoài Thanh luôn nha các bạn. Nhà này là cặp mé sông, trước nhà có trồng nè cây ớt nè các bạn. Các bạn thấy trái không? Ở bên kia là rau xanh, đây là rau quế, cải ngọt. Rồi gửi cho cô một phiếu gạo đi. Dạ chào cô nha. Đây là số máy Hoài Thanh nha cô. 85 65B Hoài Thanh. Dạ chào cô nha. Rồi chờ Huy sẽ phát thẻ gạo cái căn nhà này. Nhà này lụp sụp, chỉ che mấy tấm bạc thôi các bạn. Còn ở trên là tôn, ở dưới là cây, trong nhà là cây. Rồi. Ủa cô cho con hỏi nhà mình hộ, một hộ vậy là có bao nhiêu người vậy con? Một hộ hả con? Dạ. Để coi 7 người, cô 7 người. Cháu là 3 người. Dạ. Bà ngoại là 4. Bà ngoại. 2 anh em nữa là 6. 9 người, 8 người. 8 người luôn. Dạ. Đây cô gửi cho nhà mình một phiếu gạo. Gửi một phiếu gạo đi. Đó địa chỉ của ông ghi cụ thể hết trển á. Rồi gửi một phiếu đi em. Cảm ơn 2 đứa nha. Dạ dạ dạ. Bây giờ Huy sẽ đi phát những khu nhà ở mé sông nha các bạn. Này người ta chào cô nha. Rồi gửi cho cô một phiếu gạo đi. Rồi gửi cho chị Kiên phiếu con nè. Ở đây là nhà mướn hả chị? Dạ. Nhà mướn luôn hả? Dạ dạ dạ. Nhỏ này nè em. Nhỏ này cũng nhà mướn đó nè. Dạ không, em chỉ nhà mướn của hộ đây. Rồi gửi cho cô phiếu gạo con đi em. 11 giờ trưa ngày hôm sau là tiếp con nha. Cô có gì đi mai? Là ngày mai á. Cái này là cái đâu? Dạ địa chỉ. Bây giờ ngay đó hết rồi, cái đó là người ta đóng hết rồi. Dạ đó hết rồi. Đúng nhà là còn ở tận đó. Rồi gửi cho cái nhà. Đây là nhà của chú này nha các bạn. Nhà mé sông, cũng dân lao động không các bạn. Tại vì em mạnh nguồn luôn đó chú. Ở đây dành một phiếu gạo nha. 11 giờ trưa ngày mai đó. Dạ chào chú nha. Dạ cái bạc hấp quá. Có viên, mình nói viên. Viên đâu không? Đây, để cho nhà một phiếu gạo luôn nha các bạn. Cái mùi gì thơm hết ta. Rồi kêu con gái nhận thế được rồi. Rồi chào cô nha, con phát cho cô nhà cô một phiếu gạo 11 giờ trưa mai nha cô. Dạ, địa chỉ cũng ghi cụ thể ở trên đó. Dạ. Anh em nhà chồng em được nào. Rồi con gửi cho nhà cô một phiếu gạo nha cô. Cái này cho nhiêu ký lỡ qua con ăn 2 triệu. Rồi. Thì phát khu nhà là máy xong, khu nhà lịch sập đó chị. Rồi con chào bà nha, con gửi cho nhà bà một phiếu gạo nha. Rồi thấy nhà bác này lụp sụp quá các bạn. Rồi giờ mình qua tới cái nhà bác này coi sao các bạn. Rồi. Quần áo không á hả bác? Dạ dạ dạ, quần áo mà chắc quá trời luôn ha. Dạ. Dạ chào bác nha, gửi cho bác một phiếu gạo đi. Này nhà bác này chiều ngang chừng 2 mét, 2m2 à. Dạ. 1m8 à hả? Dạ dạ dạ. Rồi trong đây rồi gửi cho cô một phiếu gạo đi em. Dạ. Rồi gửi cho bán một phiếu đi. Rồi nhà kế bên. Rồi cô đại diện trong nhà lấy phiếu gạo nha cô. Dạ. Dạ con chào ông nha. Dạ chào bà. Dạ gần cầu Sắc Hiệp Ân á, 690 Nguyễn Duy, phường 12 quận 8. Gửi cho chú một phiếu đi em. Ba Gác hả chú? Chú chạy Ba Gác hả? Chú chạy Ba Gác ở khu nào hả chú? Bưu điện quận 5, sau lưng bưu điện quận 5 á hả? Dạ. Rồi chào chú nha. Đây chiếc xe Ba Gác của chú nha các bạn. Rồi phát nhà cái bên đi. Có ở trỏng là có mấy căn? 6 căn. Rồi bây giờ là Quy sẽ vô cái phòng trọ máy xong này nha các bạn. Ở đây là người ta nói ở trỏng là có 6 căn phòng trọ. Giờ Quy sẽ đi vô trong. Có ai mở nhạc tới Quy thì tắt giùm nha. Ở đây hồi nãy là căn mình trước là mình đã cho. Rồi căn trước là đã cho rồi. Rồi 2 căn đó là đã cho rồi. Rồi còn 4 căn. Ở đây là phòng trọ bao nhiêu 1 tháng cho cô? Có 700 mà. Mấy trăm à? 750 à. 750 1 tháng. Dạ. Điện nước là tính riêng luôn á, là nói chung cỡ 1 triệu á. Dạ, cỡ 1 triệu. Bình quân á là điện nước luôn, một phòng này á là 1.70.000. Dạ. Dạ. Rồi. Cho em xem cái phòng chị em quay. Đây vẫn có tráng nền xi măng nha các bạn. Cũng sạch sẽ chứ không đến nổi giống như bên khu kia. Ở dưới hầm cầu sắt là bữa em nhớ là hai cô chú kia mướn 1,5 triệu một tháng mà nhà dán không à, lụp sụp vô là muốn lọt xuống luôn. Dạ rồi chào chị nha. Bà chủ nhà mới làm lại á. Dạ 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 này là bên đây nè đó. Dạ dạ bên này là con gái. Dạ đừng đi vô chuối gì lắm. Dạ không sao đâu, không sao đâu. Đây nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nha các bạn. Đây là đồng hồ nước, đồng hồ nước này là mỗi phòng là mỗi phòng một cái đó. Bây giờ là 2, 4, 6, 8, 9 đi hết 3 cái à hả? Đó đây là đồng hồ nước. Ở đây là khu máy xong nè các bạn. Ở đây là ngồi chiều ngồi câu cá mát lắm nha nhà các bạn. Ở đây là chiều mà thả một cái cần câu bắt cái ghế với ly cà phê thôi. Đây đây là chỗ của ông Quỳnh đứng nè. Đó, rất là mát nha các bạn. Đẹp nữa đây. Đẹp phải không? Đó. Đẹp xong thôi. Ra cho anh đi qua bển anh quay thôi. Đó, đây là nhà của người ta. Quy phải không người. Rồi, do phát phiếu chứa tiếp em ơi. Đây rất là thoáng mát và sạch sẽ nữa. Ít gác đến gùi mũi tại vì có cái tráng xi măng nên ở dưới là nó không bay lên được nha các bạn. Rồi, cái phòng này của ai? Cái phòng này là của chị này. Của chị đó hả? À. Rồi lấy chưa? Chưa có đưa. Người ta đi lên chảnh canh chích ngừa rồi. Rồi gửi cho em gái này đi. Gửi cho chị mơi xong quá đi ra ngoài trước. Rồi. Rồi. 11 giờ trưa mai nha chị. Con nhỏ con gái dạ 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 không cái phòng này lên thông qua phòng bên kia mà. Trên lầu có phòng nữa nè. Phòng tại vì biết sao con bé nó đi. Rồi có phòng trên lầu gửi cho cô đi. Phòng phiếu đó. Phòng phiếu cho nè nãy giờ cho để lên quay đi. Người nào cũng hết đó. Rồi cô lên chảnh. Cái này cô với đây. Cô đâu có chảnh, cô chảnh là cô. Trang ơi Trang. Rồi có chảnh là trường quá. Rồi. Đây rất là tối nha các bạn. Mình bước lên cầu thang luôn. Rồi vô phát đi em. Phòng này đóng rồi. Rồi chào anh đeo khẩu trang giúp em nha. Anh dập dùm em đi hút lá. Phòng này muốn bao nhiêu tháng anh? 750 hả? À. Rồi chỉ có chiếc chiếu với cái mền. Rồi chào anh nha. Rồi phát cho anh một phiếu gạo đi anh. Gửi cho nhà mình một phiếu gạo đi. Dạ chào anh. Dạ. Rồi giờ là Huy sẽ đi xuống nè. Cuối cùng cho nè còn phòng cuối cùng nè. Phòng đó có. Phòng bên kia, phòng bên kia. Là 6 hộ đó, phòng của nó đó. Anh phát đây là không có phát bằng rồi trước nha. Chị đó ở đây nè trời. Rồi phát. Cứ phát ở đây đi, cứ phát ở đây đi. Rồi đi ra mà trước phát, đi ra mà trước phát. Thôi chứ có phát ai đâu. Chị dùm cho. Rồi gửi cho chú một phiếu đi em. Mọi người ơi, cái này là của anh. Rồi tiếp tục đi nha các bạn. Để em xíu. Quy cái máy này thấp quá, Quy phải ngồi xuống Quy quay nha các bạn. Cái máy nhà thấp quá. Chơi. Dạ dạ dạ, cho là con cho trong khu là nhà mướn rồi nha cô. Dạ chào cô. Ở đây là trong đây là sao à? Rồi phát đi em. Không phải sợ là có nhà có một dư hai phiếu rồi cái là cái nhà người ta không có. Dạ. Rồi. Rồi gửi cho cô ở trong một phiếu đi em. Rồi. Cho em cho phiếu. Dạ không, nhà phải. Trong đó là nó bị sập hết hả cô? Bị lỡ hết, sập hết rồi hả? Là cái phòng này sao là đâu có ai ở đâu phải không cô? Dạ, trời ơi bị sập rồi các bạn. Nước lên cây nữa một nó sập hết rồi. Rồi con chào cô nha. Thơm quá, đói bụng quá. Rồi gửi phiếu cho cô rồi em. Trời ơi chăm chú quá vậy. Chăm chú vô đồ ăn quá. Đây nè Quỳnh, đây nè Quỳnh. Rồi phát cho bác đi em. Hai bác lớn tuổi muốn nhà. Dạ. Rồi gửi phiếu đi em. Rồi cũng gửi con phiếu nha, 11 giờ trưa mai nha cô. Đây trong lúc mà Quy phát phiếu gạo ở ngoài á thì có cái cô này đi qua xin mà không biết nhà cô ở đâu. Ở đây là nhà xin nhà số mấy vậy? Số nhà 25A/21C. Giờ là con vô đây đi theo bác vô đây rồi thấy tận nhà rồi, giờ con phát cô một phiếu gạo nha. Một phiếu gạo này là có 5 kg gạo và một phần quà nha cô. Dạ chào cô nha. Giờ Quy sẽ quay ở bên đây. Rồi chào các bạn. Hiện tại là khoảng 11 giờ sáng ngày 29 tháng 9 năm 2021. Tùng có nhận được tiền từ chú Nguyễn Quang Vinh, số tiền là 22.690.000 đồng. Thì Tùng dùng tiền mua gạo nè, toàn bộ gạo ở đây là 490g ha, và sẽ gửi thêm cho cô chú có hoàn cảnh khó khăn 200.000 đồng nữa chứ, mỗi người 200.000 đồng. Đây. Một bao gạo 5 kg. Giọng bị khàn rồi. Gửi gạo thôi. Còn một thứ là 200.000 thôi con. Dạ rồi dạ. Hai phiếu là lên nha. Dạ. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ngồi tiếp đi. Rồi. Có nhà nha mình. Thôi chú Huy ơi. Rồi gửi chú luôn. Cô đến luôn kìa. Hai phiếu là 400.000 vậy ha. Hai phiếu la lên nha. Yeah. Gì chứ? Rồi, trời ơi. Gạo rồi bá ba ơi. Gạo bé ba tỉnh rồi. Hồi nãy giờ cái nhóm phòng trọ 500.000 qua chưa ta? Có rồi, đi đầu của anh. Ờ, đi đầu luôn hả? Đi đầu á anh. Cái phòng trọ là 500.000 là đi trước nhất đó. Đi đầu. Ơi gửi gạo cho cô luôn kìa. Gửi tiếp luôn. Con đưa gạo cho chú luôn nha. À đưa gạo luôn. Rồi. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Rồi gửi gạo tiếp cho cô kia kìa. Cô ơi, qua đây nè cô. Tiền cho cô luôn, gửi tiền cho cô. Rồi đây gửi 200.000. Dạ rồi chào cô nha. Dạ rồi. Còn 200. Em mà che hết hình luôn á. Cái người nó bự mà nó che hết rồi. Ừ. Người em nhỏ, thân em nhỏ. Thân em vừa trắng là vừa tròn. Phải. Rồi gửi gạo, gửi tiền luôn. Rồi. Coi phiếu không? Rồi đợi xíu coi. Một phần 200.000 nó vô cô là 400.000 bên đó. Mình ở đâu vậy cô hả? Ngoại Thanh hả? Dạ rồi, Ngoại Thanh. Dạ. Dạ. Dạ dạ rồi. Cô một phần. Dạ. Rồi dạ, rồi chào cô nha cô. Dạ. Dạ dạ. 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 Con nghèo kêu nó chở đi. Dạ dạ. Hình như là bên Bình còn nữa không? Hết rồi ha, rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Và xin cảm ơn chú Nguyễn Quang Vinh, chú Hải, chú Hùng, cô Vân đã tài trợ phần gạo và tiền hôm nay.